cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tầng tháp. Sao vậy, là không phải là 9 mà lại là 7 nhỉ? Cái tháp này này. Chắc là ông bí thư tỉnh ủy hay ông ấy làm được. Nếu mà nói đây là hồ thì cái hồ này nó quá dài luôn đấy. Dài mà. Cảm giác như sông luôn, nhưng mà thực tế là hồ. Đây là chỗ công trình mới được khánh thành ở Việt Trì mọi người ạ. Cái cầu cái tháp này vào buổi tối nó lên đèn led rất là đẹp luôn. Mọi người bảo đây là cái hồ, nhưng mình nhìn thực tế như kiểu một con sông. Rất là rộng và dài. Nó là hồ mà. Công trình này được khánh thành vào năm 2019. Còn cái tháp này thì chắc không được vào đâu. Đó. Tất cả đều sơn màu vàng. Cửa này được vào không ta? Mình sẽ mở thử cửa nhé mọi người. Có lối lên đấy, em có lên không? Không có đâu. Có. Anh nhìn có người trên mà. Khóa hết rồi. Anh nhìn thấy có người trên mà. Tối nó mở. Có người trên này mà. Hay là chắc nhân viên? Người ấy trực thôi. Tối nó mở. Trên này sắp trực. Đấy. Điều này chụp ảnh cưới khá là đẹp đấy chứ hả? Chú có chụp đưa anh chụp chụp kiểu đấy. Thôi em không chụp, em quay thôi, chụp sao hết được, cao lắm. Cái khu, cái con đường trước mặt mọi người nhìn này. Đấy, con đường này là con đường tập trung mọi cơ quan đoàn thể của tỉnh Phú Thọ. Đều ở đây hết, sở thông tin truyền thông này, sở giáo dục này, sở xây dựng này, kho bạc nhà nước này, rất là nhiều mọi người. Trên này thì những nhà cao tầng thì hiếm, nhưng mà thành phố mới cảm giác là như vậy, quy hoạch rất là tốt, đường xá vỉa hè siêu rộng, và đặc biệt là mình thấy cái vỉa hè không bị lấn chiếm, bán nước nhiều. Trước mặt là một đôi đang chụp ảnh cưới này. Chỗ này vào buổi tối, tối mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Ok. Trên này có cả công viên nữa. Gò cầu sẽ có một cái công viên. Xa xa mờ mờ nghĩa là khách sạn Mường Thanh. Có lẽ khách sạn cao nhất ở cái thành phố Việt Trì. Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ cũng khá là cao. Đây là nhà vệ sinh công cộng này. Đó. Đây là khu đồi. Cái kiểu công viên đấy mọi người. Chỗ này cây này chắc là mới được trồng 1-2 năm nay thôi. Chưa phát triển, chưa to. Đó, ở đây thì chúng ta nhìn toàn cảnh cây cầu với cái tháp sơn màu vàng. Cái công viên này đẹp nhỉ? Cái này mới được khánh thành 2019 à? Buổi tối đẹp dã man luôn á. Buổi tối đẹp lắm. Đúng là cả nước ngoài đấy. Đúng. Sao đoạn này ít hàng quán vỉa hè bán nhỉ? Đâu em? Ở đây á? Vâng. Gần vị trí mình ra
bị cấm bán đúng không? Lúc đấy là khắp nơi lấy đất rồi, không phải lấy bên đây. Lúc đấy thì bà cứ yên tâm đi, ngày mai thì tổng cơ quan xí nghiệp tổng lấy lại tổng các công trình đi bán hàng ở đây bán ra bán cũng được hết bạn, bán hết là được bán hết rồi. Đây người ta cũng để mình bán nó thôi. Ôi em ơi, được mấy tuổi à? Lúc giờ khỏe ra đang 7-8 giờ tối bắt đầu lại đuổi. Đuổi lại chạy. Mà hàng này có phải là hàng hàng tươi sống, có phải là hàng khô hàng mãi đâu, xong rồi để cả hàng này cho vào ngồi bên kia cả trong trong vài hôm nên nó bắt đầu lại mò. Chế đây là sông hay là hồ ở chứ? Hồ. Kiếp nhỉ, hồ rộng và dài thật đấy. Cái này là tỉnh đào hay là tự nhiên nó có rồi? Tự nhiên chứ em. Kiếp nhỉ. Mới đầu em đến là tưởng là sông cơ. Nhìn những kiểu sông luôn. Ok em về đây. Sao nhỉ? Quay. Nhìn đẹp này không quay để làm gì. Tối nó khác. Tối nó khác. Này. Không đi cái tiết trời xe xe nó mới vui. Mình chung lại. Đây mọi người, đây là cái cầu ở thành phố Việt Trì vào buổi tối này. Rất là đẹp. Chỗ này gần giống như là cái đường đi bộ ở à, phố Tam Bạc, phố đi bộ Tam Bạc ở chỗ mình. Mọi người đường lát chạy dọc cái hồ đào này luôn. Thật sự ở trong video này nó cũng không lột tả được hết cái vẻ đẹp của nó, tại vì mình không biết quay. Nếu có gì mọi người đến đây, mọi người thấy nó đẹp như thế nào. Buổi tối cái tháp 7 tầng này nó cũng thắp đèn led rất là đẹp. Đó. Quay lại còn đổi màu ấy chứ. Này, đó, đổi màu luôn này. Cầu thang cũng gắn led luôn. Cái chỗ này mà đôi kiểu cặp đôi yêu nhau ấy. Đi với nhau ở đây thì siêu lãng mạn luôn đấy. Được cái là buổi tối ở đây cũng không đông, mình thấy khá là vắng. Có lẽ là cuối tuần sẽ đông hơn. Nên cầu được lắp đặt cái hệ thống đèn chiếu sáng rất là nhiều ở giữa đường có này. Đó. Cái tháp 7 tầng này buổi tối rất là sáng luôn. Chỗ này trung tâm Việt Trì luôn mọi người ạ. Kia là Vincom Plaza này. Chỗ này Hoàng Xuyến này. Trang trí khá là đẹp. Chỗ này khách sạn Mường Thanh. Đó. Việt Trì rất là đẹp và thanh bình. Phải nói là như vậy. Những cái vỉa hè rất là lớn như này nhưng hầu như là chỉ thấy 1 đến 2 quán chiếm dụng vỉa hè bán hàng thôi. Chứ hầu như không có à.
chơi chỗ quảng trường này. Đó, rất là vắng. Cũng không có một quán vỉa hè nào bán hàng luôn. Chỗ này mọi người đi bộ rồi tập thể dục rất là nhiều, nhưng mà hầu như cũng không có quán bán hàng. Mọi người không nhận đâu. Đấy. Nhưng mà nếu mà cái vị trí này mở Hải Phòng thì mình tin chắc rằng là sẽ có rất nhiều người mang đồ nước ra để bán. Đó. Ở đây không có sự lộn thuộm nữa, lem nhem. Mặc dù là thành phố khá là nhỏ, rất là sạch. Mường Thanh của Phú Thọ thì cũng rất là cao tầng và đẹp. Chưa thấy một cái khách sạn Mường Thanh nào mà không đẹp cả. Mà chả hiểu sao khách sạn Mường Thanh lại không có Hải Phòng, mà mọi tỉnh thành phố khác đều có. Mình không rõ luôn đấy. Mà khách Hải Phòng thì luôn luôn là có nhưng gọi là không đâu. Ai biết thì giải thích giúp mình nhé.